Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an tỉnh Ninh Long vừa bắt quả tang Châu Văn Hậu, 43 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên và Lê Nhật Quang, 28 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vận chuyển 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang trong bao đựng hoa sứ khô. Bước đầu, Hậu khai nhận số thuốc lá trên gồm các nhãn hiệu Hero Jet, Scott Cowboy do Hậu đặt mua ở An Giang với giá gần 39 triệu đồng, vận chuyển đến kho hàng của ông Lê Văn Mật, 57 tuổi, ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân để tập kết và bán cho những người kinh doanh thuốc lá thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.